để thích ứng với công cuộc chuyển đổi số như hiện nay ngoài việc phát sóng truyền thống những năm gần đây đài phát thanh và truyền hình long an đang tích cực khai thác các nền tảng số để đưa các chương trình đến gần hơn với khán giả Ngoài website và ứng dụng Long An TV Go, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đang đẩy mạnh phát triển các nền tảng số. Tính đến tháng 8 này, kênh YouTube của đài đã có trên 314.000 lượt đăng ký, kênh TikTok có hơn 329.000 lượt follow, fanpage trên Facebook có khoảng 292.000 theo dõi. Với nội dung đa dạng phong phú, được cập nhật liên tục, các kênh truyền thông số của đài đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán giả, nhất là tăng được tính tương tác và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thì bản thân tôi nhiều khi cũng là nghỉ hưu nhưng mà cũng bận công việc rồi làm thêm giường tược một năm do đó tôi cũng thường xuyên tôi hay mở cái youtube của đài long an để theo dõi tình hình thời sự trong tỉnh và các cái miền đi dùng các quyền trong tỉnh mình để xem có những cái mình học hỏi thêm và cũng có những cái để mình biết được thông tin có thể là mình tuyên truyền mình vận động hoặc là mình phổ biến cho những người thân người quen việc đẩy mạnh hoạt động trên nền tảng số không chỉ giúp đài phát thanh và truyền hình long an mở rộng đối tượng khán giả mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đài trong bối cảnh truyền thông hiện nay trong thời gian tới đài sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các nền tảng số tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khán giả